tôi về thằng em của tôi cho nên mới ngồi đây nói chuyện với cô. Vậy nếu như em trả cho Long Nhật 20 triệu thì anh nghĩ sao? Thuê thám tử là một lựa chọn chính xác, nhất là một người có năng lực như tôi. Để coi. Ba gì mặc đồ gì kỳ vậy? Thôi cởi đi giùm cái điện quê mũ quá. Nhìn cái kia. Nè, cô định đứng đây tới bao giờ? Tôi cần một chút thời gian. Để làm gì? Để định hình lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi cảm thấy là mình đã quá háo thắng rồi, đánh mất đi lý trí. Thuê một người thám tử chỉ để theo dõi một cô gái, chỉ mong là có thể giành giật lại người yêu của mình. Sao một người như tôi có thể tự hạ thấp giá trị bản thân của mình như vậy? Ý tôi là giá trị của cô cao hơn như vậy. Cô xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn là theo đuổi sự tuyệt vọng. Như ban đầu tôi đã nói với cô rồi, cái việc thuê thám tử nó hoàn toàn vô ích. Cho dù thám tử đó là tôi hay là một ai đi chăng nữa. Tôi đã từng rơi vào tình huống giống như cô hiện tại, cũng đã dành hết tình cảm chân thành của mình để theo đuổi một cô gái. Nhưng rồi con gái người ta dễ mềm lòng lắm. Chỉ cần là anh phải thể hiện ra và anh tâm lý hơn một chút thì người ta mới thấy được. Cô sai rồi. Đối với tôi á, cái gì của mình thì sẽ mãi mãi là của mình. Nếu những thử thách đơn giản như vậy mà không vượt qua được, chứng tỏ tình cảm nó không có sâu đậm. Không quan trọng việc là người thứ ba chen vào cuộc sống của bạn như thế nào, chỉ quan trọng người đồng hành cùng mình sẽ đi với mình tới đâu. Chỉ vậy thôi. Anh nói đúng đó. Tôi cần phải làm rõ một vài chuyện. Loan, nghe tao nói nè. Mày đi rồi, mày đừng có chạy theo tao. Tránh ra. Mày tránh xa tao ra. Mày buông tao ra coi. Mày làm cái trò gì vậy? Chuyện có cái gì đâu. Mày đừng có làm quá lên vậy được không? Chuyện có cái gì đâu. Mày làm những cái hành động đó, mày nói với tao chuyện không có gì đâu. Mày nghĩ làm sao vậy hả? Tôi còn công anh nữa. Mày làm như vậy mày không nghĩ tới nó sao? Mày có người yêu rồi đó. Kim, mày tỉnh táo lại đi. Mày uống nhiều rượu quá, bị cái gì vậy? Hả? Thằng Kim mà tao biết á, từ nhỏ tới lớn không bao giờ là một người như vậy hết. Mày nói cho tao nghe coi, những hành động hồi nãy của mày là như thế nào? Mày giải thích cho tao nghe đi Kim. Tao Loan nè, là bạn mày nè. Mày đừng có giả bộ thanh cao nữa. Phải, là tao tấn công mày đó, là tao định đưa mày lên giường đó. Rồi sao? Chẳng phải mày cũng muốn vậy hả? Mày điên rồi. Từ trước đến giờ Tao với con mày là bạn thôi. Chấm hết. Bạn hả? Bạn bè cái kiểu gì mà suốt ngày qua nhà tao ăn tối? Rồi bạn bè cái kiểu gì mà 5 lần 7 lượt xen vào chuyện tình cảm với tao và anh? Bạn bè cái kiểu gì mà mày lấy lòng hết thảy cả gia đình dòng họ tao? Rõ ràng là mày muốn tao mà. Mày nín. Mày nín liền cho tao. Mày là bạn thân của tao từ nhỏ tới lớn. Không phải hồi nãy ở quán bar tao đã tâm sự hết với mày rồi hả? Tao cần một người để an ủi. Gia đình tao bên Mỹ thì bị phá sản, còn thằng người yêu của tao thì nó ngoại tình. Nên tao muốn bỏ trốn. Tao muốn trốn tránh tất cả mọi thứ đó. Tao về Việt Nam để tìm mày. Mày là thằng bạn duy nhất của tao. Mày không hiểu tao sao? Vậy tại sao mày kiếm chuyện cho Oanh chia tay tao? Mày đừng có nghĩ cái chuyện mày làm bể cái dĩa là tao không biết nha. Tao không... Lúc đó mày vừa khóc mày vừa la làng đó, mày biết chưa? Cái chuyện đó là bởi vì con Oanh nó thách tao nên tao ghét. Nó chọc máu điên của tao lên nên tao làm như vậy để dằn mặt nó. Chứ tao hoàn toàn không có tình ý với mày hết. Mày... Vậy tại sao mày không nói đại ra đi? Để làm tao uổng công bật đèn xanh, tạo cơ hội cho mày. Mày đừng có nghĩ mấy cái chuyện á, mày gây ra hiểu lầm cho anh á là trùng hợp nha. Tao phải có công dữ lắm á mới gợi mở được cho mày á. Mày... Oanh, chuyện không phải vậy đâu. Đúng đó. Mọi chuyện không có như cô nghĩ đâu. Tôi cũng đã từng nghĩ như cô cho tới khi ban nãy. Cô nghĩ đi. Ta muốn uống đủ mà. Mẹ cho tao uống đủ đi. Tao với mày đêm nay sẽ uống tới sáng luôn. Uống cho quên hết chuyện buồn. Sao anh bỏ em? Mày làm cái trò gì vậy? Không phải mày thích vậy hả? Thằng điên, mày làm cái gì vậy? Tao với mày có còn cái gì nữa đâu mà giấu. Mày... thoải mái với tao đi. Mày buông tao ra. Bạn thân mày nè, mày có người yêu rồi mà mày khùng hả? Chưa cưới thì chưa là gì cả. Tao không muốn cả thanh xuân tao phải ràng buộc bởi 2 chữ tình yêu đâu. Mày buông tao ra! Buông tao ra! Buông ra! Mày khùng rồi! Đồ biến thái! Tao sẽ đi ra ngoài nói cho mọi người biết hết về bộ mặt thật của mày. Lên! Oanh, em đừng có tin những gì cô ta nói. Em biết Loan là người như thế nào mà. Loan là bạn thân của anh nên cô ấy hiểu rất rõ về anh. Đúng, là bạn thân của anh cho nên cô ta dễ dàng gài bẫy anh đó. Em tin anh đi. Em tin anh. Anh cấm. Nhưng với một điều kiện. Anh cho em xem điện thoại của anh đi. Anh... Sao? Anh cho tôi xem hết tất cả những tin nhắn gần đây nhất của anh đi. Anh... Hôm trước anh còn tự tin cho em xem mà. Anh chứng minh sự trong sạch của mình đi. Điện thoại của anh nè. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh. Anh nghĩ là lần này anh vẫn lừa được tôi với sự tự tin đó của anh hả? Đây là cái gì đây? Nếu như mà anh không thèm khát thì ai mà gài bẫy được anh hả? Oanh, không phải tại anh đâu. Tất cả là tại rượu. Tại anh say, anh không biết gì hết. Oanh, anh tránh ra đi. Tin anh đi mà. Tránh ra. Tôi nói tránh ra. Anh xin lỗi mà. Em tin anh một lần đi mà. Tin anh một lần này nữa thôi. Loan, đứng lên. Mày là bạn tao mà. Cái tác này là lời xin lỗi của mày dành cho tình bạn của tụi mình bao nhiêu năm qua. Loan, khi tao về tới nhà nhớ ship tao đồ uống. Loan, cô bị điên hả? La to vậy rồi mọi người nghĩ tôi làm gì cô sao? Những lúc mà tôi buồn bực á, la như vậy rất là thoải mái. Không tin la thử đi. Thấy sao? Thấy hơi kỳ kỳ á. Thôi ta dẹp luôn nha. Khỏi luôn đi, khỏi la nữa. Anh có biết tại sao tôi la không? Tại vì tôi cảm thấy là mình đã biết được mình cần cái gì trong cuộc sống này rồi. Không tin hả? Hồi đó giờ tôi cứ nghĩ là mình phải lên kế hoạch từng chi tiết, mọi thứ đều phải thật là hoàn hảo. Nhưng mà sau đó khi mà mọi chuyện nó không có được như dự định thì tôi lại không thấy buồn như là tôi nghĩ. Bây giờ ngược lại nha, tôi lại cảm thấy là tôi rất là muốn được khám phá mọi điều trong cuộc sống này. Quan trọng hơn á là phải bước tiếp. Lần đầu tiên tôi thấy một người mà vừa mới chia tay xong mà vui như cô luôn á. Lắm anh giờ. À, mà cô nói bước tiếp hả? Ừ. Rồi bây giờ có ai bước cùng chưa? Ý của anh là... anh hả? Không, không có nha. Nhưng mà nếu cô thiếu thốn quá thì tôi bước cùng vài bước cho vui. Tôi cần anh. Hả? Chở tôi đi ăn đi, đói bụng quá à. Đi. Rồi, ok. À, mà khoan. Tôi nghĩ là nếu một người đang thất tình buồn bã như tôi, chắc là anh không lấy 20 triệu đâu ha. Tôi la liền á. Con vô. Đi thôi. Lâu rồi không gặp. Chào em. Lâu quá không gặp. Chúc mừng em đã đạt được ước mơ của mình. Cảm ơn anh. Bạn bè cũ gặp lại chỉ để chụp ảnh và chúc mừng vậy thôi hả? À, công việc phóng viên hiện trường của anh chắc là cực lắm. Cực thì cũng có, nhưng mà anh nghĩ mình thích là được. Cũng đúng. Em á, cũng muốn là được đi đâu đó thật là xa, để mình sẽ có được những trải nghiệm, những chất liệu tươi mới, mang vào những bức tranh của mình. À, anh có cái này nè, muốn cho em coi. Em xem đi nè. Đẹp quá à. Nhất định em sẽ đến đây. Nhưng mà muốn nói với em cái này nè. Phía sau xe của anh vẫn còn trống một chỗ á.